Dự do phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ vào sáng hôm qua, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm và tin tưởng sẽ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra. Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hai kết quả tích cực về lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước đạt lần lượt gần 58 và 59% kế hoạch năm đã cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý của sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Và để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm nay, sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh sổ số, đảm bảo các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường truyền thông về sự đồng hành của sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ đối với sự phát triển của thành phố và góp phần thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động của địa phương. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh sổ số tiếp tục ổn định và phát triển tốt với doanh thu tiêu thụ đạt 3.200 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch năm. Chi an sinh xã hội với tổng số tiền 6 tỷ 300 triệu đồng.